Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Đông Anh cần quyết liệt hơn nữa trong việc truy vết, xử lý dịch bệnh, thực hiện nghiêm công điện 02 của thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện cần kích hoạt cả hệ thống chính trị lên mức cao nhất cùng vào cuộc tham gia chống dịch, đặc biệt là tại nhà máy Z153 và tại các khu vực ghi nhận ca bệnh xuất hiện. Nhà máy Z153 phải thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ban chỉ đạo huyện cũng cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực, nhu cầu cá nhân để các đối tượng yên tâm thực hiện cách ly. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu huyện Đông Anh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng, đóng cửa các nhà hàng karaoke, spa từ ngày hôm nay 31 tháng 1. Đối với các nhà hàng, quán ăn cần thực hiện nghiêm việc giãn cách và bố trí các phương tiện chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19.